Thôi thôi công chào quý anh chị xem video ha. Đây là mưa đầu mùa ha, cũng đi kiếm dạng cá ăn ha. Đó, rồi mấy anh cá ăn với mớ trong đây cá ha, với lương. Đó, mưa đầu mùa sương sương cũng là được mớ ha, kiếm cá ăn là được ha. Đó, này đầu đi mua máy móc gì đó vô lòng alo trực tiếp ha. Đấy thì cấu hình máy này nói chung là máy này có anh khách bữa sửa ha, lấy cái máy mới về sửa đây. Con máy này khách xài cũng 3 năm rồi ha. Đó, 3 năm rồi. Vẫn sửa lại vẫn chạy ha, thì bán được cá bình thường. Nói chung cà phê vẫn bắt bình thường ha, nên là có mua thì cứ vui lòng alo trực tiếp ha, máy móc pin. Đó. Đi nãy cũng được ha. Bố cân nãy là cân là 4 kg 7 ha, gần 5 kg. Đó, cá lương ớt, được mấy con rắn ha, mấy con rắn bỏ bịch đây. Cá nhỏ nhỏ à, với cá rô bự bự ha. Đó, con lương nè, cá rô còn nó đây bao ngón tay không ha. Đó, còn cái này có được đâu, con cá lóc khoảng 3 ngón lạng ha.